Kiểu sinh tồn nơi hoang dã này thực sự thú vị, không chỉ có đối tác nữ xinh đẹp đi cùng, sống sót sau 21 ngày và nhận phần thưởng 100.000 đô la Mỹ, nhưng không có thức ăn và nước uống, không thể mặc quần áo. Bạn có dám đăng ký một thử thách như vậy không? Địa điểm thử thách của vấn đề này là khu rừng rậm đầm lầy ở Nicaragua. Vô số cá sấu hung dữ sống ở đây. Ngoài ra còn có nhiều loại rắn độc và nhện độc. Nếu con người không chú ý ở đây, sẽ được về thăm nhà vào rằm vào mùng 1 hàng tháng. Michael là một người lính đặc biệt vừa mới nghỉ hưu. Sở thích duy nhất của anh là những cuộc phiêu lưu ngoài trời, thành thạo các kỹ năng sinh tồn khác nhau. Anh ấy đến tham gia cuộc thi để lấy 100.000 đô la để quay lại và trả tiền vay bắt họ. Thứ hai là xem mình có thể quan hệ với khách nữ không. Kết thúc 30 năm độc thân, đối tác của anh ấy Emily là một cô gái nông thôn ở độ tuổi 20. Tiền thưởng là mục tiêu hàng đầu cho thử thách này. Emily dành một tháng tự học nhiều kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã. Chẳng mấy chốc hai người khỏa thân gặp nhau trong rừng. Michael trực tiếp bật chế độ tán gái, nói rằng hai người đang mặc đồ đôi. Emily bị anh chơi liền bật cười. Cô nghĩ rằng mặc dù Michael trông không đẹp trai lắm, nhưng ít ra anh cũng hài hước. Cả hai đều có ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt. Dụng cụ của họ chọn là một cuộn băng dính và một con dao quắm. Ưu tiên trước mắt là tìm nơi an toàn để xây dựng nơi trú ẩn. Cả hai tiến vào lãnh thổ của cá sấu. Họ chỉ có thể tiếp tục đi, sẽ nguy hiểm hơn khi ở nguyên vị trí không di chuyển. Trời sắp tối, hai người tìm được nơi dựng trại. Môi trường ở đây rất tốt, tuyệt vời để xây dựng nơi trú ẩn. Michael vội chặt cành cây, nhưng dao do nhóm chương trình cung cấp hơi cùn. Anh phải chặt rất vất vả mới chặt thu thập đủ nguyên liệu. Anh cũng làm cốc đựng nước bằng băng dính. Mặc dù không có nguồn nước gần đó, nhưng có bùn ướt xung quanh. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm đọc Conan, à nhầm sinh tồn, Michael kết luận rằng bên dưới phải có nước. Thế là lập tức đào hố, chẳng mấy chốc đã có nước chảy ra. Emily không thích nó chút nào, trực tiếp há miệng uống. Nhìn động tác há miệng của cô rất chuyên nghiệp, cô thấy nó có vị giống như một loại nước cơm. Sau đó cả hai đã đánh dấu bằng lá và băng dính để ngày mai đến uống nhiều nước hơn. Một người đàn ông và một người phụ nữ xa lạ khỏa thân trong vùng hoang dã để sống sót. Michael để làm hài lòng Emily, đặc biệt làm một bộ bikini cho cô bằng băng dính, thật tuyệt vời. Nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm, Michael nghĩ đến việc chống đẩy để làm nóng cơ thể. Không ngờ giường bị sập do dùng lực quá mạnh. Đúng là 7 chưa tranh thủ đang còn nợ, 8 trận phiêu lưu bị sập giường. Ở đây có rất nhiều muỗi, là một cực hình cho hai người họ đêm đó. Sau khi bình minh, Emily ngay lập tức bắt đầu nhóm lửa. Đã thử trong một thời gian dài mà không thành công. May mắn thay, vũng nước ngày hôm qua có rất nhiều thu hoạch. Một vũng nước đầy đang chờ đợi họ. Cả hai lấy uống ngon lành. Bất ngờ, một con khỉ đột nhiên xuất hiện trên đầu. Con khỉ liên tục biểu tình để xua đuổi hai người. Để đảm bảo an toàn, họ chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Nguồn cung cấp ở vùng nhiệt đới rất dồi dào. Michael đã sớm tìm thấy một cây chuối. Anh tới chặt lấy buồng chuối. Anh lại hái một quả dứa khác cách đó không xa. Đó là niềm vui nhân đôi. Do giường đêm qua bị sập, Michael lại làm giường mới. Nhưng cả đêm anh ngủ không ngon, rõ ràng có chút bơ phờ. May mắn thay, luôn có Emily động viên. Michael vừa vui lên. Vào ban đêm, 500 anh em muỗi lại bay ra. Chúng bay vo ve xung quanh làm. Cả đêm hai người không được nghỉ ngơi ngon giấc. Ngày hôm sau, Emily suy sụp một chút. Cô phàn nàn rằng Michael có quá nhiều thói quen xấu khi ngủ. Nghiến răng và ngày hò hò. Và cái tay của anh đặt không đúng chỗ. Michael chỉ có thể tiếp tục xin lỗi Emily. Anh ấy không có cách nào. Emily bày tỏ rằng cô có thể hiểu được các điều kiện khắc nghiệt trong tự nhiên. Nhưng một người đang ngủ bên cạnh cô ấy là người lạ, nên cô vẫn khó chấp nhận. Để giảm bớt bầu không khí khó xử, hai người quyết định chia ra hai hướng để tìm thức ăn. Michael lại tìm chặt chuối và dứa. Anh hào hứng dơ nên khoe với Emily. Emily đã rất vui khi nhìn thấy trái cây mà cô ấy thích, lập tức tha thứ cho Michael. Bầy khỉ cũng chạy đến định dính máu ăn phần. Michael rất mệt mỏi khi tìm kiếm thức ăn. Anh định uống chút nước và nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên anh cảm thấy rất khó chịu, nôn hết nước vừa uống, thậm chí cảm thấy chóng mặt. Cùng với việc không ăn thịt trong thời gian dài, cơ thể anh ngày càng yếu đi. Thấy tình hình không ổn, Emily nhanh chóng gọi đội y tế, bác sĩ tiêm gluco cho anh và dặn dò anh để có thể giữ sức khỏe ở lại đến cuối, không được tập thể dục chống đẩy hàng đêm nữa. Michael cuối cùng đã lấy lại được tinh thần. Đôi nam nữ phải khỏa thân sống sót trong rừng nguyên sinh suốt 21 ngày. Michael làm việc quá sức gặp tình huống bất ngờ. Anh ấy bắt đầu mộng du khi đang ngủ. Điều này cũng khiến Emily hơi sợ. Sáng sớm ngày mai, Michael ăn một quả dứa. Thật không ngờ, sau khi ăn dứa, anh lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Emily nghĩ rằng điều này sẽ không hiệu quả. Nhóm chương trình cũng cho rằng hiện tại Michael đang rất suy dinh dưỡng, cơ thể của anh ấy không còn có thể hỗ trợ anh ấy tiếp tục, khuyên anh bỏ cuộc rồi về nhà tẩm bổ, ở lại chơi sẽ gặp rắc rối. Michael cuối cùng đã đồng ý rút khỏi cuộc thi. Bây giờ người thử thách sinh tồn duy nhất còn lại là Emily. Sau khi Michael rời đi, cô cuối cùng cũng có thể ngủ ngon, nhưng tiếng kêu của con khỉ lại đánh thức cô. Cô không có cơ hội nếu khỉ tấn công cô ấy. Cô cảnh giác cả đêm. Vào sáng hôm sau, Emily bị muỗi đốt khắp người, quả dứa cũng bị thối. Cô ấy phải đi ra ngoài và tìm thức ăn. Chẳng bao lâu cô tìm thấy một hạt rẻ, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể cạy được lớp vỏ cứng. Thực sự bất lực, thời tiết đột nhiên mưa lớn. Một trận mưa lớn buộc Emily phải trốn trong trại trú ẩn. Dù nước nhiều, nhưng cô ấy đã đói trong nhiều ngày. Cô bắt đầu nhớ quả dứa của Michael. Côn trùng ra ngoài vào ban đêm, nếu gặp chú anh Tây Bắc thì cắt cơn cả bịa. Nhưng Emily rõ ràng là không thể đi đâu được. Cô ấy nằm bẹp ra đất trong một tuần nữa. Cô đơn và đói khát khiến cô muốn bỏ cuộc. Cô ấy cố gắng bóc các loại hạt một lần nữa, làm việc chăm chỉ được đền đáp. Cuối cùng đã phá vỡ vỏ lần này. Mặc dù không thể lấp đầy dạ dày của cô, nhưng đã cho cô ấy sự động viên tinh thần to lớn.
Bằng cách này, Emily đã sống sót đến 21 ngày. Lúc này cô đang đói mòn con mắt, muốn đến điểm sơ tán còn phải quốc bộ cả chục cây số đường núi. Cẩn thận với động vật hoang dã mọi lúc, Emily loạng choạng đi trong rừng. Chỉ có ý chí mới có thể hỗ trợ cô. Sau hàng giờ đi bộ, cuối cùng cô cũng đến được điểm sơ tán của đoàn làm phim. Thử thách cuối cùng cũng kết thúc, Emily một mình hoàn thành thử thách và cầm về tiền thưởng. Con người luôn có thể bùng nổ ý chí đáng kinh ngạc trong những thời khắc quan trọng. Nếu là bạn, bạn có dám tham gia một thử thách sinh tồn như vậy? Nếu dám hãy nói to với tôi bên dưới bình luận. Được rồi, tập hôm nay tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy ấn like và đăng ký kênh HDT Channel để ủng hộ kênh và đón xem các tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn.